Thưa quý vị khán giả, bây giờ sẽ là những giây phút rất là lãng mạn trong Sáng Phương Nam ngày hôm nay. Ủa, anh Điền có nhầm lẫn không? Đây là thời lượng dành cho Ăn Gì Hôm Nay chứ đâu phải Góc Phương Nam đâu mà lãng mạn anh Điền. Không hề nhầm đâu ạ. Này nhá, bài hát Fly Me to the Moon, ẩm thực Pháp và nụ cười rất là tươi tắn quyến rũ của người dẫn chương trình Thùy Linh. Thế đã đủ lãng mạn chưa? Quá lãng mạn luôn. Và tất cả những vị khán giả nào mà quan tâm đến sự lãng mạn và ẩm thực của Pháp thì hãy theo dõi những hình ảnh ngay sau đây nhé quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì một Ăn Gì của Sáng Phương Nam xin được giới thiệu với quý vị và các bạn một nhà hàng Pháp, một nhà hàng rất là dễ thương, có một cái tên gọi mang ý nghĩa đó là lời chào. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng với Thùy Linh, chúng ta sẽ cùng khám phá những cái món ăn của Pháp thật là tinh tế tại nhà hàng này nhé. Bonjour là lời chào, người Pháp gặp nhau là xin chào, là bonjour. Những tín đồ của món Âu chắc hẳn sẽ không còn lạ gì nhà hàng Bonjour Resto. Thế nhưng, với những thực khách chưa một lần đến thì hãy đến nơi này. Không gian quán sang trọng, ấm cúng, trang nhã khiến cho thực khách cảm thấy hoàn toàn thư thái. Sự bài trí khéo léo, tinh tế kết hợp với sự lãng mạn, hiện đại của phương Tây và nét mộc mạc, giản dị của phương Đông khiến cho Bonjour Resto càng quyến rũ. Không chỉ hấp dẫn thực khách bởi không gian gần gũi, thoải mái, mà đồ ăn nơi đây mới thực sự chinh phục những tín đồ ăn uống. Những món ăn Tây được bài trí đẹp mắt, mang hương vị đặc trưng châu Âu, nhưng được chế biến phù hợp với khẩu vị của người Sài Gòn, khiến cho khách hàng luôn cảm thấy hài lòng. Người chủ của nhà hàng này luôn mong muốn mang món ăn Âu đến gần hơn với người Việt và muốn du khách khi đến với Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh được thưởng thức món Âu quen thuộc của họ. Khi mà nói tới steak á, thì là ai cũng biết rồi. Thế nhưng mà đặc biệt là phổ biến có hai loại nước sốt mà Thùy Linh khi mà dùng á, thì vẫn thường hay dùng, đó chính là sốt tiêu đen và sốt nấm. Thì hiện tại á, anh có tất cả là 9 loại sốt ở đây. Thì anh sẽ mời Linh dùng thử một cái loại sốt mà khách sẽ rất là thích và thường xuyên dùng nhất. Đó là cái sốt BBQ của mình. Thì đối với cái sốt BBQ này á Linh, thì khi mà mình dùng vào á thì mình sẽ cảm thấy được cái hương vị thịt nướng, và Linh sẽ thấy là nó sẽ chua chua, ngọt ngọt, và nó sẽ cái mùi nướng mình sẽ rất là dậy cái mùi đó lên, rất là ngon. Bên cạnh cái steak bò của mình á thì ở đây quán của mình có một cái món nữa cũng rất là được nhiều khách hàng ưa chuộng, đó là cái món sườn cừu của mình. Thì với cái món sườn cừu này á thì anh sẽ mời Linh dùng cái loại sốt mà nó sẽ đặc trưng và nó sẽ thơm cái mùi phù hợp với cái món cừu của mình nhất. Linh dự thử dùng coi là nó là sốt gì. À, có nghĩa là anh Kỳ nói em đoán đúng không? Đúng rồi, chính xác. Chờ một chút xíu. Thơm cái mùi rượu. Mà khi mà nhắc với những cái món ăn Pháp là chắc chắn không thể nào thiếu rượu vang được. Thì Linh đoán đây là sốt rượu vang, chắc chắn. Chính xác. Đúng không? Quá trời sành ăn luôn. Linh rất là sành ăn trong cái việc này. Tại vì cái mùi sốt rượu vang của mình á, thì sau khi chế biến á, nó chỉ còn lại cái hương vị rượu thôi. Nhưng mà cái sốt của nó thì khi mình dùng á, nó cũng làm cho dậy lên cái mùi thức ăn của mình. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì Thùy Linh cũng đã có một cái cuộc trò chuyện cũng như là cái phần trải nghiệm khá là thú vị. Là tại vì chính vì thế mà Thùy Linh biết được đây cũng chính là một trong những cái lý do làm nên cái sự tinh tế cho món ăn Pháp. Tại vì món ăn Pháp là đặc biệt những cái món nướng thì chắc chắn là không thể nào thiếu phần nước sốt rồi. Và hôm nay thì cảm ơn anh Kỳ rất là nhiều ạ. Còn bây giờ thì khi mà Thùy Linh biết được cái địa chỉ quán này rồi thì chắc chắn là chiều nay Thùy Linh sẽ mời các anh chị trong trường quay chúng ta đi ăn món Pháp nha.